Hi, chào quý khán giả của kênh Chí Xì Tin Dừa. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 8, tháng 10 năm 2020. Thì Chí Xì Tin đang đi kiếm một cái cây quay chống rung. Tại vì hãy theo yêu cầu của nhiều quý bà con cô bác là cái quay của mình nó bị rung. Thì bây giờ mình sẽ theo chân mình, hãy theo chân mình ha, để đi tới cửa hàng Senphone ở trên quận Trấn Phát nè, trước mặt mọi người nhìn thấy á, Senphone ở trên quận Trấn Phát. Địa chỉ chi tiết thì mình sẽ đính kèm ở dưới mô tả cho mọi người nha. Rồi bây giờ theo chân mình vô ha, xin tin là coi xin tin đi nữa nha. Rồi chắc cái nó, nhưng mà mấy cây này thì nó lưu lượng cái trọng lượng thì cực quá.
nếu như trăng rồi. Nãy quẹt cái mã cho cài app đúng không? Em đang sẵn kênh này đó. Nó báo này không? Ừ. Nó bị tìm thấy nè. Connect. Nhưng mà bên đây phải mở Bluetooth không hay là đây em mở rồi bấm nút nguồn lên là nó lên. À bấm nút nguồn lên khỏi cần mở đâu. Tại giống như trên điện thoại là phải mở nguồn lên. Chưa tìm thấy nè, chưa tìm thấy là chưa kết nối được. Ừ. Này anh chưa có tài khoản. Anh gọi cho chú. Tài khoản không? Rồi, em coi không có tài khoản được. Không phải đăng ký. Nè, cháu là đi chơi nè. Vậy đi chơi với cảnh. Chịu. Trái hả? Trái à? Đâu? Nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Rồi. Ừ. Bạn này mua cái kia chống rung
nhiều chuyện. Này cửa hàng Senfon đối diện Yami. Yami nè. Rồi, Senfon địa chỉ đây không thấy. Không thấy địa chỉ. À 310. Này 310 Quỳnh Tân Phát. Đó. Rồi mình vô mình gì? Đâu? À. Thôi giờ vô tiếp tục test đăng nhập cái vô cái anh thấy nè nó chớp cái... nãy nó kêu đăng ký bằng tài khoản em Apple lấy, đúng không lấy cái Apple của anh em đăng ký luôn. À còn không phải nhập Gmail gì. Apple có sẵn thì lẹ, còn Samsung chắc phải nhập Gmail á. Rồi anh qua đế ngồi. Cái này mình có một màu này hả? Không. Cái này nó sẽ hướng dẫn anh nè. Anh canh hai cái này ngay giữa. Cái này nãy em làm nó hơi sai. Em làm nó hơi lọt nè. Phải canh ngay giữa. Canh ngay giữa thì nó sẽ báo. Phím M, M là phím nguồn. Cái này điều khiển à. Ừ. Em canh hơi sai. Nên nó không có... Hình như là nó điều hướng sai. Em tắt. Hả? Ừ. Khi mà quay đi. Quay thì nó giữ cân bằng cho anh đó, giữ nó dỗ vậy nè. Nhưng mà cái coi. Sau khi quay xong thì lưu vô máy hay là lưu vô cái app ta? Lưu vô máy anh đó. Rồi thử stop rồi thì vô trong cái ảnh của iPhone coi coi. Tức là ảnh này nè. Sao nó luôn trong app à? Nó luôn đây luôn đó không? Luôn trong app. À ok. Còn anh muốn chỉnh sửa cái anh kéo qua máy tính rồi chỉnh. À, ok. Có cái này thì em chưa biết. Nó có cái nút lật không mà nó cần cái này. Cái này nè. Nó nhìn lại cái này bỏ bàn sao? Dạ cái này bỏ bàn sao? Cứng vậy mình cố định là được đó. Đi dọc đi nghe rồi đúng à.
Thì chú xài cái kia đó, cái bà 14 này. Với lại nó có đi cái gì đó. Đau gì hả? Dạ. À, phải tải mấy cái bấm mình bấm. Vậy qua qua điện thoại khác là phải tải về nữa hả? Không phải, cái này là bản cập nhật thôi, anh cập nhật một lần rồi nó nhớ luôn. À. Không, bây giờ máy khác á. Máy khác thì cũng phải tải cái app gì vậy. Anh phải tải cái app về. Quét cái mã đó đó. Quét cái mã trên cái hộp. Quét cái mã này. À. Tại vì anh xài một cái iPhone với cái Samsung á, cũng quét hai cái. Cái nào cũng cứ nói nó hỗ trợ cả hai. Cửa hàng nào cũng được thôi, không có hành đâu. Thôi là phải bảo hành ở đâu cũng được. Tại vì cái tiện ở đâu là được. Ở đâu tiện được cho anh làm cái ghế đó. Vô để em lấy. Nhưng mà sao cái chân này thử nó thôi nó hơi bẹt luôn này. Bấm cái này nó quay hoặc là bấm cái nó chụp hình. Cái này anh bấm vô để kích hoạt quay á. Hay là anh bấm chọn tay này anh giữ này bấm cái đầu nó quay. Ờ nó đầu đi nó quay. Phím nguồn với phím mạt như là phím mạt đó. Lấy nét vừa à tập trung cái này nó có hiện cái phần pin của cái cục cái thiết bị đó này. À, pin của thiết bị này. Ủa này cái nó chụp hình như vừa quay vừa chụp được luôn mà. Dạ. Cái điện thoại này là có chế độ vừa quay vừa chụp luôn. Mà vừa quay vừa chụp thì dù đang quay đi. Đang quay này. Đang quay đây rồi muốn chụp cái gì được không? Đó. Không được quay cái app này là cái app của nó đó. À còn trên điện thoại là trên là cái app mặt định của iPhone đó thì được. Cái app này là cái app của thiết bị. À cái app của nó là nó chỉ nó chỉ vậy thôi. Rồi rồi sau đây thành phẩm vì mình đã mua xong và nãy có hướng dẫn đầy đủ cho mọi người, chắc về mình mời mình sẽ làm thêm một video hướng dẫn mọi người sử dụng chi tiết hơn ha. Hồi nãy thì chỉ có cài app với lại một số cái cơ bản thôi, tại cửa hàng cũng không có nắm được, mình xem phone này kỹ thuật chưa có nắm được hết á, tại vì cái loại này mới, khá là mới luôn, khá là ok, mình cũng nghiên cứu qua, mình xem qua trên mạng mình thấy ok rồi. Đó, bây giờ mình chạy về quá đói quá, để về rồi mình sẽ làm video, mọi người nhớ đón tiếp theo cái video tiếp theo nha để coi. Rồi xin chào và hẹn lại mọi người những video sau, nhớ là góp ý cho mình comment góp ý hoặc là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi chào và hẹn lại. Yeah.